tay luôn nhá. Đây mình xuống ai luôn là làm luôn. Đi à, tay tôi cứ ngồi bình thường đi, đừng, không phải há mồm đâu, ngồi bình thường, ngồi bình thường là mồm nó đã há rồi mà, đúng không? Hello, 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 xin chào hello, anh hello, tao ăn thêm nhá. Hãy xem gương mặt của anh bạn không ngậm mồm bao giờ. Mấy thằng công ty nó gọi là thằng há mồm. Thằng há mồm. Thằng quay lại ở chỗ này á? Ông đi từ chỗ cầu cạnh chỗ cao cân xong rồi lại rẽ phải, lại rẽ trái, lại lộ qua cầu. Lộ nhưng quay lại chỗ này đoạn này gì? Đấy, xong rồi sắp tới cái biển nhổn Hà Đông, sắp tới lồ rẽ rồi. Hầm như việc lồn thì phải vòng lên đây, vòng lại xa không nhỉ? Nếu biết đường thì chỉ được. Đường như lồn, biết đường mà chỉ như đầu cặt. Có cái hầm kia chui luôn, việc ở lồn thì phải chui từ đây. Mình vòng lên cầu tốn thời gian nữa. Ta thì, ta đi nhà mày, ta đi tổng thì ta học đi. Còn bây giờ đột lại ta đi, đừng đi. Mất bao nhiêu đường này không đi mẹ, cho mày đi bộ hết cái vòng.